Chiều ngày 23 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ thực địa kiểm tra tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 359 và dự án nâng cấp cải tạo đường máng nước. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành chức năng và lãnh đạo huyện Thủy Nguyên. Theo báo cáo của huyện Thủy Nguyên, dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp đường tỉnh 359, đoạn từ chân cầu Bính đến xã Trung Hà, giai đoạn 1, thu hồi đất của 4 tổ chức và 1.727 hộ dân, đến nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đoạn từ chân cầu Bính đến cầu xưa dài 6,5 km đã hoàn thành thi công. Đoạn qua xã An Lư, Trung Hà dài 1,5 km đã thi công hoàn thành 0,8 km thảm bê tông, còn 0,7 km phấn đấu thảm bê tông xong trước ngày 10 tháng 1 năm 2023. Dự án đầu tư xây dựng cải tạo đường 359 đoạn từ xã Thủy Triều đến đường trục giao thông khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng giai đoạn 2 đã giải phóng mặt bằng và thi công hoàn thiện khu tái định cư. Đoạn từ Thủy Triều đến Ngũ Lão phấn đấu xong trước ngày 10 tháng 1 năm 2023. Dự án đường máng nước giai đoạn 1 từ ngã tư Vi Xíp đến ngã tư Bắc Mật dài 1,9 km phấn đấu đến trước Tết Nguyên đán trải thảm lớp 1. Qua đi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ đã ghi nhận và đánh giá cao huyện Thủy Nguyên đã có nhiều nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn. Đối với dự án đầu tư xây dựng cải tạo đường 359, đồng chí giao ban quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu tập trung thiết bị, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình phấn đấu hoàn thành xong trước Tết, đoạn tuyến từ xã Thủy Triều đến xã Ngu Lão. Dự án đường máng nước giai đoạn 1 từ ngã tư Vi Ship đến ngã tư Bắc Mật phấn đấu hoàn thành xong trước Tết Nguyên đán. Trong quá trình thi công, các nhà thầu cần thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, lắp đặt cảnh giới biển báo, hạn chế thấp nhất bụi không để ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Phó Chủ tịch cũng đề nghị các nhà thầu thi công chia sẻ khó khăn với chủ đầu tư, nâng cao trách nhiệm trong quá trình thi công dự án. Phó chủ tịch cũng nhấn mạnh, thành phố sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu thi công chậm, không đảm bảo cam kết với chủ đầu tư và không đảm bảo tiến độ chung của dự án. Đối với những vướng mắc, khó khăn nhà thầu kiến nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các sở ngành địa phương giải quyết nhanh các thủ tục để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đảm bảo thông xe kỹ thuật trước ngày 17 tháng 2 năm 2023.